Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều hôm nay. Hôm nay là thứ bảy, ngày 3 tháng 8 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,10%, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ở mức 2.442 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ đóng cửa tuần này bằng một phiên giảm mạnh, giao dịch ở mức 103,22 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xuống giảm, hiện tại giao dịch ở mức 61.600 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đóng cửa tuần này cũng bằng một phiên giảm mạnh, hiện tại đứng ở mức 3,793% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô cũng giảm mạnh và đứng ở mức 74,14 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đã tăng mạnh trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam sau báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ được công bố. Với số liệu bảng lương phi nông nghiệp chính tăng 114.000 việc làm, thấp hơn con số dự báo là 185.000 việc làm. Báo cáo kinh tế không mấy khả quan khiến thị trường kỳ vọng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed hạ lãi suất sớm hơn so với dự kiến. Thị trường đang tính đến khả năng Fed cắt giảm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9 lên tới 70%, theo David Morrison, chuyên gia của Jenison, cho biết tháng 9 dường như là cơ hội đầu tiên để cắt giảm lãi suất. Những số liệu kinh tế công bố gần đây cho thấy nền kinh tế có thể đang hạ nhiệt khá nhanh. Nếu đúng như vậy thì Fed có thể buộc phải cắt giảm mạnh hơn. Nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng gia tăng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông ngày một lớn. Hội đồng vàng thế giới cho biết lượng vàng nắm giữ của các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng trong quý 2 thêm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, tỷ giá đồng đô la Mỹ trên đồng yên của Nhật Bản đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng qua khi mà hàng loạt dữ liệu kinh tế cũng như việc làm của Mỹ suy yếu và ngân hàng trung ương Nhật Bản hay gọi là BOC tăng lãi suất vào cuối tháng trước. Lãi suất cho vay qua đêm của BOC từ khoảng 0 đến 0,1% trước đó tăng lên mức 0,25%, đây là mức cao nhất kể từ năm 2008 trở lại. Các dữ liệu kinh tế của Mỹ tiếp tục cho thấy tín hiệu kém tích cực. Đồng đô la Mỹ suy yếu đang giúp các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ vàng, sau đó mà giá kim loại quý này neo ở mức cao. Giới chuyên gia nhận định, vàng sẽ còn tăng giá khi mà nền kinh tế Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu kém tích cực. Đồng đô la Mỹ yếu đi trong giỏ thanh toán thế giới và căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông chưa hạ nhiệt. Theo các nhà phân tích hàng hóa tại WisdomTree cho rằng, vàng là một tài sản được săn đón nhiều trong thời kỳ căng thẳng về kinh tế, tài chính và địa chính trị. Các nhà phân tích của WisdomTree dự đoán giá vàng sẽ tăng lên 2.585 đô la Mỹ trên một ounce vào quý 2 năm sau, năm 2025. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Chịu tác động của giá vàng trên thị trường thế giới, giá vàng nhận một số 9 giao dịch trong nước trong phiên ngày hôm nay thì cũng đồng loạt yếu đi. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mặt hàng vàng nhận bộ số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ, giao dịch ở mức 76,15 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 77,55 triệu đồng trên lượng, giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với giá đóng cửa phiên liền trước đó. Nhẫn tròn của tập đoàn Phú Quý và công ty vàng bạc đá quý Mỹ Hồng cũng giảm giá 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Hiện tại, với giá nhẫn Phú Quý mua vào mức 76,25 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,55 triệu đồng trên lượng. Nhẫn 3 số 9 của Mỹ Hồng mua vào mức 76,5 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,5 triệu đồng trên lượng. Với mức giảm 110.000 đồng trên một lượng được ghi nhận tại Bảo Tín Minh Châu, mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu đang mua vào ở mức 76,32 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,52 triệu đồng trên lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, giá nhẫn tròn bố số 9 Hương Thịnh Vượng của hệ thống này đang mua vào mức 76,4 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,55 triệu đồng trên lượng trong phiên chiều nay. Không giống với vàng nhẫn bố số 9, vàng miếng STC sau khi mà tăng nửa triệu đồng trên lượng tại chiều mua vào trong phiên ngày hôm qua thì sáng nay lại tiếp tục đứng im bất động. Các doanh nghiệp vàng và 4 ngân hàng thương mại quốc doanh bao gồm Vietinbank, Vietcombank, BIDV và Agribank hiện tại đang niêm yết giá bán ra loại vàng này ở mức 79,8 triệu đồng trên lượng. Còn với chiều mua vào, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu đưa ra mức giá mua vào ở mức 78,3 triệu đồng trên lượng, trong khi đó tại Mỹ Hồng là 78,8 triệu đồng trên lượng. Tuần này, mặt hàng vàng miếng STC liên tục có biến động tăng giảm mạnh cả nửa triệu đồng trong mỗi lượng. So với đầu tuần này thì hiện tại,
Giá vàng miếng SJC vẫn ghi nhận mức tăng 800.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Với mức giá này, giá vàng miếng SJC đang cao hơn vàng thế giới 5 triệu đồng trên lượng và cao hơn vàng nhẫn bộ số 9 trong nước ở vào khoảng 2 triệu đồng trên lượng. Chi tiết của bảng giá này, kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào ở mức 25.010 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.380 đồng trên một đô la Mỹ, tạm thời thì cũng không có thay đổi. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.600 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.680 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 20 đồng trên một đô la Mỹ bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Phần cuối cùng bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ chiều nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.830.000, bán ra 7.980.000, chênh lệch mua bán ở mức 1.500.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.830.000, bán ra 7.980.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.830.000, bán ra 7.980.000. Pin G Hồ Chí Minh và Pin G Hà Nội mua vào 7.830.000, bán ra 7.980.000. Phú Quý SJC mua vào 7.830.000, bán ra 7.980.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.830.000, bán ra 7.980.000. Mi Hồng SJC mua vào 7.880.000, bán ra 7.980.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.830.000, bán ra 7.980.000. Ngân hàng TP Bankgold mua vào 7.830.000, bán ra 7.980.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng không có thay đổi về giá. Chênh lệch mua bán ở mức 1.500.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.830.000, bán ra 7.980.000. SJC Huế, Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.830.000, bán ra 7.980.000. SJC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.830.000, bán ra 7.980.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác hiện tại vẫn duy trì đà giảm nhẹ và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.615.000, bán ra 7.755.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 7.615.000, bán ra 7.765.000, giảm 200.000 đồng trên một lượng mua vào, 100.000 đồng trên một lượng bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ chiều mua, 10.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán ra với hai loại vàng này. Vàng 4 số 9 mua vào 7.610.000, bán ra 7.710.000, giảm 10.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Vàng 24K mua vào 7.433,7 nghìn, bán ra 7.633,7 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.548,1 nghìn, bán ra 5.798,1 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.260,4 nghìn, bán ra 4.510,4 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.980,4 nghìn, bán ra 3.230,4 nghìn. Nhẫn tròn bộ số 9 Hương Thịnh Vượng Doji mua vào 7.640.000, bán ra 7.755.000. Nhẫn tròn bộ số 9 Phú Quý mua vào 7.625.000, bán ra 7.755.000. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.